have located the new ring. Send the Nazgul. All of them. I know what you fear, Tani. Erebo, vương quốc của người lùn trong The Hobbit, nơi diễn ra trận chiến ác liệt của năm đạo quân. Với một khối tài sản siêu to khổng lồ, kèm theo đó là một con rồng bên nhà khói. Vương quốc là một sự tuyệt mỹ về kiến trúc của người lùn, cũng như mang đến một trải nghiệm thú vị so với các vương quốc khác, như là Gondor của loài người hay là vương quốc đất rừng của tiên tộc. Vậy bạn có bao giờ thắc mắc về lịch sử ra đời, cũng như là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với vương quốc sau sự kiện trận chiến năm đạo quân không? Erebo là vương quốc của người lùn, dòng dõi Durin, được xây dựng trong lòng của ngọn núi Cô Đơn, nằm ở phía bắc khu rừng đại ngàn của tiên rừng. Ngay từ thời đại cây thần, tức là khi các tộc người lùn vừa mới được tỉnh giấc không lâu và người lùn đã chia thành các dòng tộc di chuyển khắp trung địa, thì dòng tộc Durin đã đi qua ngọn núi Cô Đơn và phát hiện ra nguồn tài nguyên phong phú của ngọn núi. Khi đó, họ đã nhanh chóng xây dựng một khu mỏ khai thác ở nơi đây, cùng với đó là mở rộng một con đường kết nối với những người lùn khác ở các thành phố lớn của họ. Hầm mỏ này đã nhanh chóng phát triển và ngày càng một mở rộng. Những người lùn đã trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Họ biến nơi đây thành một khu thuộc địa khai thác chính. Ngọn núi này vẫn bình yên qua năm tháng trong suốt một thời gian dài. Từ kỷ thứ nhất, trong thời kỳ huy hoàng, bóng tối không hề xuất hiện tại thế giới của họ. Và người lùn tại đây đã sống vui vẻ, chăm chỉ và chan hòa với các dân tộc khác, đặc biệt là với tiên tộc. Đến thời đại thứ hai, sau khi trận chiến thịnh nộ nổ ra, rất nhiều các vương quốc phương Bắc sụp đổ, trong đó có cả những vương quốc của người lùn. Những người lùn phương Bắc di chuyển về, khiến cho những mỏ khai thác ngày càng trở nên nhộn nhịp, hoạt động khai thác càng trở nên tích cực. Thời điểm đen tối, khi mà thế lực của Sauron tàn phá các vương quốc của tiên tộc, người lùn đã gửi viện binh cứu trợ nhưng mà không ăn thua, nên họ đã phải đóng chặt cửa và hoạt động bên trong ngọn núi một cách bình yên. Cửa chặt như thế nào thì xem phần 2 của The Hobbit, chúng ta đã thấy người lùn tìm tụt cả lưỡi ra rồi. Đến năm 1980 của thời đại thứ 3, việc khai thác Mithi của người lùn tại Moria vẫn tiếp tục được mở rộng, lòng đất vẫn liên tục được đào xới và mở rộng cho đến một ngày. Một tai họa kinh hoàng không thể lường trước được đã ập đến với họ. Họ đào quá sâu, quá rộng, quá tham lam và vô tình làm thức tỉnh một con quỷ lửa Beorn, một siêu ác quỷ từ thời đại của chúa tể bóng tối Mekho. Sinh vật này đã ngay lập tức hủy diệt những thành phố, giết chết Durin 6 và buộc cho tất cả những người lùn sống tại đây phải bỏ chạy khỏi vương quốc của mình. Năm 1981 của thời đại thứ 3, những người sống sót sau thảm họa ở Moria đã đi theo vua Than 1 tới định cư tại ngọn núi Cô Đơn. Vương quốc Erebo chính thức được ra đời và các đời vua ở đây thường có danh hiệu là vua dưới gầm của quả núi. Đến năm 1999 của thời đại thứ 3, Erebo trở thành một pháo đài của người lùn, nơi mà ở đó họ càng trở nên đông đúc và phát triển cực thịnh. Trong thời gian này, những người lùn tại Erebo đã trở nên vô cùng giàu có. Họ tích trữ được một số lượng lớn vàng, cùng với đó là rất nhiều các báu vật khác, trong đó phải kể đến viên ngọc Arkenstone. Arkenstone, viên đại ngọc tuyệt đẹp, được mệnh danh là trái tim của ngọn núi. Wotan 1 từng sử dụng Arkenstone để biểu trưng cho quyền lực trị vì của mình. Các con trai và các con cháu của ngài đều phải nghe theo lệnh của ngài. 7 gia tộc người lùn đã tuyên thệ cùng với người mang trong mình viên ngọc đế vương và sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của người đó. Arkenstone phát ra ánh sáng lấp lánh từ bên trong nó. Ánh sáng của nó tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối. Về sau, khi mà họ đã chế tác lại viên ngọc với 1000 mặt cắt, vẻ đẹp tráng lệ của nó lại càng trở lên tuyệt mỹ hơn, với ánh sáng tỏa ra từ ngàn phía, tạo ra hiệu ứng cầu vồng khi nhìn vào. Chính vẻ đẹp của Arkenstone đã tạo ra một nghi vấn liệu rằng nó có phải là một trong 3 báu vật Simari huyền thoại đã bị thất lạc hay không. Điều đó làm cho các vua của tiên tộc rất là chú ý đến nó. Trải qua 211 năm mở rộng, phát triển và tồn tại, thì cho đến đời của vua Thorin I, với bản tính thích khám phá những đỉnh núi mới lạ, đức vua đã di cư toàn bộ người lùn của vương quốc để đến dãy núi xám. Erebo đã bị bỏ hoang và ngọn núi Cô Đơn đã bị để không trong khoảng 300 năm. Thorin I, con trai của Than I, đã quyết định biến nơi đây trở thành một thuộc địa của mình, nên ông đã cho người tiến sâu vào dãy núi. Thorin không hề biết rằng đây là nơi sinh sống duy nhất tại trung địa của loài sinh vật mạnh mẽ nhất từng được tạo ra, loài rồng. Và mặc dù không còn được to lớn cũng như là quyền năng như những tổ tiên kỳ lạ nhất của chúng, nhưng những con rồng ở trung địa vẫn luôn nguy hiểm nếu bị xâm phạm. Họ đã đụng độ với một bầy rồng băng. Nhưng những người lùn thì chưa bao giờ dễ từ bỏ một điều gì cả, nên cuộc chiến giữa người lùn và rồng đã diễn ra trong suốt 200 năm sau đó. Cuối cùng, sự đáng sợ của những con rồng cộng với khí hậu khắc nghiệt của dãy núi xám đã khiến cho những người lùn phải từ bỏ nơi đây vào năm 2590. Trong thời gian diễn ra cuộc chiến, người lùn đã kịp kiếm cho mình thêm một thuộc địa khác ở phía đông bắc,
nơi đây tập trung rất nhiều các quặng sắt nên họ đặt tên luôn cho nó là dãy đồi sắt. Những người lùn đã chia làm hai, một phần là theo em trai của Thorn, ông nội của Dan, ở lại sinh sống tại dãy đồi sắt, và những người còn lại đã theo Thorn trở về Erebo. Thorn lên ngôi khi mới 45 tuổi, trở thành vị vua dưới gầm núi ở một độ tuổi khá là trẻ so với những vị vua trước kia của chủng tộc. Nhưng ngài đã có một quyết định rất là chín chắn, gạt bỏ mối thù với loài rồng, quay trở lại ngọn núi Cô Đơn, tập trung xây dựng vương quốc tại đó. Ông khiến cho những người lùn ở nơi đây trở nên giàu có và xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với những vùng đất láng giềng như là thành bang thung lũng đèo, thị trấn vùng hồ và cả vương quốc đất rừng của Thanrui. Gần 200 năm tiếp theo, trong thời kỳ trị vì của Thorn, là thời kỳ phát triển vượt bậc của Erebo khi nó trở thành một vương quốc lớn nhất ở phương Bắc. Nhưng sự giàu có đã khiến cho những người lùn chủ quan, nhất là khi những tộc người khác ở phương Bắc lại khá là hiền lành, nên Erebo gần như không rèn luyện một tổ chức quân đội tinh nhuệ. Tuy người lùn đã từ bỏ, nhưng những con rồng thì không nghĩ vậy. Những kẻ đã tấn công vùng đất của những sinh vật quyền năng nhất trung địa không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi như thế được. Và cuối cùng, họ đã phải trả giá khi vào năm 2770, kẻ thù đã đến gõ cửa. Smaug, con rồng lửa mạnh mẽ nhất của dãy núi xám đã tấn công Erebo một cách rất là bất ngờ để trả thù cũng như là xâm chiếm nơi đây. Những người Durin lại một lần nữa lâm vào cảnh mất nhà khi mà họ không có sự chuẩn bị. Người lùn đã dễ dàng bị thất thủ. Một lần nữa, họ lại rơi vào cảnh lang thang, không có nhà và phải sang tận phía tây của dãy núi xanh dưới sự lãnh đạo của Than II và con trai của ngài là Thorin II, tức là Thorin Oakenshield. Thor hối hận vì đã quá buông thả và với lòng mong ước vội vã muốn tìm một vùng đất trú ẩn cho chủng tộc của mình nên đã mạo hiểm quay trở lại Moria. Nhưng lúc này, nơi đó đã bị Arok và nhóm Orc miền Bắc của hắn chiếm giữ. Thor đã bị bắt rồi bị Arok đem chém lấy thủ cấp, thân xác thì bị lũ quân của hắn đem xẻ cho qua ăn. Nghe được tin này, Than đã rất là đau khổ. Ngài đã quyết định kêu gọi 7 gia tộc của người lùn hợp sức để đánh Arok để trả thù. Và thế là cuộc chiến của người lùn và Orc nổ ra, một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất đã diễn ra của kỳ thứ 3. Và rồi Gandalf đã nhận ra rằng Sauron đang dần quay trở lại, nhăm nhe mở rộng lực lượng, thâu tóm trung địa một lần nữa. Và ngọn núi Cô Đơn là một huyết mạch trong chiến lược của Sauron, nên ông đã tìm đến Thorin, thuyết phục Thorin múc rồng, giành lại quê hương của mình, cũng như là làm chủ ngọn núi, không để cho thế lực bóng đêm ngự trị nơi đây. Và cuộc hành trình giành lại quê hương đó đã được thể hiện trên màn ảnh với bộ 3 phim The Hobbit của chúng ta. Nên cuộc hành trình vô định này mình sẽ không nói lại lần nữa nhé. Chúng ta sẽ vắt thẳng qua sau khi trận chiến của 5 đạo quân kết thúc. Sau trận chiến thì Thorin đã bị tử thương và danh hiệu vua dưới gầm núi cũng như là danh hiệu vua của các dòng dõi Durin được truyền lại cho Dan. Và phim một lần nữa cũng dìm thanh niên này khá là mặn khi mà Dan II trong suốt gần 150 năm trời, ngài đã canh giữ dãy đồi sắt, căn cứ duy nhất còn lại của người lùn tại vùng Đông Bắc. Và khi vua của gầm núi kêu gọi, ngài đã có mặt và chiến đấu ngay lập tức với bất kỳ kẻ thù nào cản bước những người lùn giành lại quê hương của mình, cho dù đó có là tiên tộc, người, Orc, Wang hay những tên troi núi khổng lồ. Và ngay cả khi Thorin, vị vua đích thực đang núp sau cánh cổng của Erebo với những toan tính của riêng mình, ngài với chiếc búa sắt còn cao hơn cả bản thân, với con lợn lòi khổng lồ trung thành, vẫn luôn tiên phong trong việc lao đầu vào kẻ thù. Sau 65 cai trị Erebo trong bình yên và phát triển vương quốc, hàng chục nghìn người lùn từ khắp nơi đổ về, binh lực hùng mạnh với 15.000 quân luôn sẵn sàng chiến đấu và hàng tấn vàng ròng đã biến cho Erebo trở thành một đế chế hùng mạnh, song hành cùng với Đeo như những ngày xa xưa. Và lúc đó cũng đã bắt đầu diễn ra một thử thách lớn nhất trong cuộc đời của ngài. Vào ngày 17 tháng 3 của năm 3019 của kỳ thứ 3, sau 2 ngày Sauron thất bại tại Gondor, Modo đã mở ra mặt trận phía Bắc tấn công vào Erebo. Và mặt trận thứ 2 ở miền Bắc trong chiến dịch nhẫn chiến của Sauron đã chính thức được mở ra. Khi đó, 45.000 người và 55.000 người lùn đã được huy động để chiến đấu, nhưng đa phần trong số đó đều không phải là binh lính chính quy. Có thể nói, bất kỳ ai có khả năng chiến đấu thì đều được gọi vào. Tuy vậy, họ cũng có một chút lợi thế về mặt vũ khí và áo giáp khi mà người lùn có khá là nhiều, nên quân đội được trang bị quân dụng rất là đầy đủ. Trận chiến đã diễn ra rất là dữ dội ngay từ những thời khắc đầu tiên khi mà 200.000 quân Ester đã đổ bộ và tấn công vào hai vương quốc Đeo và Erebo. Với binh lực vượt trội, quân Ester đã dồn phe liên minh khỏi Đeo và rút về phía Erebo. Sầm tối ngày 17, King Bran đã quyết định phá vòng vây để đi tìm chi viện nhưng bất thành. King Dan đã không ngần ngại lao ra cứu. Hình ảnh hai vị vua giữa vòng vây quay lưng vào nhau đối địch kẻ thù đã trở thành bất tử trong lòng của mỗi con người phương Bắc. Đó cũng là khi mũi tên của kẻ thù đã cướp đi một trong những chiến binh vĩ đại nhất của tộc người lùn từng sản sinh ra. Dù cả hai đã hy sinh, nhưng những chiến binh tại đây đều lấy đó làm động lực để quyết không từ bỏ. Người lùn và người Đeo
đã cùng nhau từ thủ chống lại những kẻ xâm lăng. Những bức tường, những cánh cổng to lớn vững chắc và cả những công trình phòng thủ bằng đá của người lùn đã biến cho Erebo trở thành một pháo đài đặc biệt kiên cố. Ngọn núi cơ đơn tự bản thân nó cũng là một điểm mạnh, cho phép những người phòng thủ bên trong đó có thể sử dụng rất nhiều những phương án phòng thủ ưu việt giúp chống lại những kẻ thù tấn công từ bên ngoài. Song hành với việc tấn công hai nơi này, một lực lượng Esther đã được trích xuống rừng âm u để giúp cho quân Orc miền Bắc tấn công vào Lothlórien của Galadriel và vương quốc đất rừng của Thanduil. Trước đó, khi chỉ đối đầu với đám Orc và Gorgling, chiến lược của Galadriel đề ra là chia quân đội tiên tộc làm 3 lớp, dàn ra và ngụy trang trên những cành cây. Bất kỳ một kẻ thù nào xâm phạm thì đều được đón tiếp bằng một tràng mưa tên. Nếu bọn chúng vượt qua được lớp đầu tiên thì còn đến 2 lớp sau yểm trợ. 3 lớp quân cũng được đổi chỗ lần lượt theo sự chỉ huy của Celeborn. Lúc này, thêm một vạn quân của Esther. Chúng ồ ạt tiến công vào và thậm chí còn có ý định thiêu cháy cả khu rừng. Vương quốc đất rừng của Thanduil cũng đang bị bao vây rất là chặt. Tình hình miền Bắc đang trở nên vô cùng khôn đốn trên tất cả các mặt trận. Tạt qua một chút về khu rừng âm u bên cạnh để mọi người hiểu được là các nơi cũng đang gồng gánh với kẻ thù nên không thể có viện binh cho Erebo được. Người lùn quyết chống cự đến cùng cho đến ngày 27. Dưới sự thất bại của Sauron tại cánh cầu đen đã lan đến phương Bắc và khiến cho tinh thần của quân Esther giảm sút rõ rệt. Erebo và Del lúc này với sự lãnh đạo của hai vị vua trẻ Ban Hai và Thorin Ba Mũ Đá đã vùng lên, cùng với đó là viện binh của Thanduil đã đánh đuổi được chúng ra khỏi vùng đất của mình. Đến kỷ thứ tư, với sự phục hồi của vương quốc dưới gầm núi thì khu vực phương Bắc lại trở lên nhộn nhịp và phát triển thịnh vượng như xưa. Con người, người lùn và cả các tiên rừng cùng nhau hàn gắn lại tình bạn của họ. Vua Đan Hai đã hy sinh trong cuộc chiến nhẫn và truyền lại ngai vàng cho con trai của mình là Thorin Ba Mũ Đá, người mà về sau đã trị vì Erebo rất tốt trong thời đại thứ tư. Trong suốt thời gian này, những người lùn từ Erebo đã đi đến rất nhiều nơi. Họ đến Gondor và Rohan để giúp đỡ con người trong việc tái thiết lập lại các thành phố, và một số thì đến vương quốc mới của người lùn là trong lòng những ngọn núi lấp lánh, nơi mà Gimli làm chủ nhân. Trong khi đó, vương quốc Erebo tiếp tục duy trì và phát triển cho đến hết thời đại thứ tư của Trung Địa. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith bound together in death. Nếu thấy video này hay và thú vị thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh của mình để mình có động lực để hoàn thiện chất lượng cho các video giao thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo về thế giới của chủ nhân. Xin chào!